Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 181 cho các anh, tổng cộng là 16 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình đồng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có kích thước nhỏ, các anh cộng thêm 10.000, em sẽ bao phí ship cho các anh luôn nha. Còn những đơn hàng nào mà nó có kích thước lớn hoặc là nó nặng, như trong clip này thì sẽ có cây búa tạ này hoặc là cây mỏ lết đồng này, thì khi mà các anh chuyển khoản em sẽ trao đổi cái phí ship sau ha. Còn lại thì phương thức ship COD, thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn nha. Rồi em vào chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 em lên là một cây mỏ lết răng 8 inch. Đây các, nó có khắc số 8 trên đầu và trên cái phần này. Chất thép nha các. Nó tổng thể nguyên vẹn ha. Em sẽ mở thử cái phần răng bên trong nha. Em thấy nó có khắc cái gì ở bên trong. À, có số 8 ở bên dưới giống như đây, số 8 nằm góc này. Đây các. Mình xem răng bên trong á. Đó, răng cây này em thấy là còn rất là đẹp luôn nha các. Rồi, về cái phần ngàm này thì nó mở tối đa được là 2,5 cm nha các anh. 2,5 cm. Bây giờ em đóng cái ngàm lại để em đo cái chiều dài của nó ha, kích thước của nó. Đây là hình như ký hiệu của nó. Corinthica. Cái này là hàng cổ nha, mỏ lết cổ của Mỹ nha các anh. Chiều dài của nó là 18 cm. Giá là 250.000. Mã số 2. Mã tiếp theo là một cây búa tạ. Một cây búa tạ của Mỹ nha các anh. Mình xem phần đầu búa trước nha. Bên trên này nó có khắc cái chữ gì á các anh? S rồi một đầu búa nha, nguyên vẹn nha các anh. Mặt búa này. Khối lượng của cái đầu búa thôi là 3,95 kg nha các anh, gần 4 kg, nó có khắc ở đây. Đó, cây này là của Mỹ nha, nó sẽ có dòng chữ WCG Google ở phần cán này. Đó, cán là còn nguyên vẹn luôn nha các anh, không có bị nứt nẻ gì cả nha. Các cái vân gỗ này còn rất là sáng đẹp luôn. Đó, búa này cầm rất là chắc tay luôn nha các anh. Bây giờ em sẽ đo khối lượng của cả cái búa. Trọng lượng của cả cái búa này là 1,3 kg nha các anh, luôn cán 1,3 kg. Nãy em có nói cái này 3,95 hả? Nó khắc ở này một số 3, ở đây một số 95. Vậy là em cũng không hiểu cái số đó có ý nghĩa gì nha các anh. Nhưng mà khối lượng của cả cái búa là 1,3 kg thôi. Mã số 2 này giá của nó, các anh liên hệ đến số điện thoại của em sẽ báo giá ha. Mã số 2 búa tạ của Mỹ. Mã tiếp theo là một cặp khóa vòng hiệu Paul. Một cặp khóa 14, 17 và 22, 24. Nãy em sẽ quay cây 14, 17 trước. Đây, đầu số 14 này, Tone Tool, hàng của Nhật ha. Đây, đầu 17, cả bộ của nó còn sáng bóng hết luôn nha các anh. Như hàng mới luôn nha. Logo nội địa Nhật này, thép CRV Japan ha. Đây, đầu 14 này. Cả trong lẫn ngoài rất là sáng bóng, mới đẹp luôn nha các anh. Rồi, cái tiếp theo là 22 và 24. Đó, cây này cũng sáng bóng luôn.
rất là mới nha các anh. Tương tự thì mặt bên này nó cũng sẽ có logo nội địa Nhật này, thép CRV Japan ha. Đầu này đầu 22 này. Và đầu bên này là đầu 24. Rồi, em sẽ đo kích thước từng cây ha. Chiều dài của cây này là 32,5 cm. Còn cây 14, 17 là 24,5 cm. Giá cho một cặp hai cây này là 200 nghìn nha các anh. Mã số 3. Mã tiếp theo là một cây kèm bấm chép. Cây này hiệu Visa Grip, hàng của Mỹ nha các anh. Dòng 7WR. Đây, 7WR ha. Ở đây nó có một cái vết tróc nhẹ nha các anh. Cũng không đáng kể, tổng thể cũng còn nguyên vẹn luôn. Hiệu Visa Grip này. Các cái phần còn lại là còn rất là mới nha các anh, sáng bóng luôn nha. Mặt sau cũng có USA này, hàng của Mỹ ha. Mình xem răng bên trong nha các anh. Ngàm nó cũng không có bị lệch gì nhiều nha các anh. Chiều dài của cây kềm bấm chép này là 18 cm. Giá của nó là 350 nghìn. Mã số 4. Một cây kìm bấm chết dòng 7WR của hiệu Visa Grip, 350 nghìn. Các anh đợi tí em bật cái bóng điện thêm cho nó sáng. Rồi, mã tiếp theo là một cây búa bi. Một cây búa bi hiệu Bluepoint, hàng của Mỹ nha các anh. Cái hiệu của nó thì nó được khắc lên trên cái phần đầu búa luôn nha các anh. Blue Boy này, BB12, Made in USA ha, hàng của Mỹ. Mặt búa này. Đầu bị tròn đây nha các anh, còn khá là đẹp nha. Đây, cái phần cán gỗ này, để các anh xem, cán còn nguyên vẹn luôn ha. Không có bị nứt nẻ gì cả nha các anh. Ở đây phần cán nó bị mất một tí nha các anh, dưới đáy này bị tróc cái lớp gỗ này một tí. Rồi em sẽ đo chiều dài của nó. Chiều dài của cái búa này là 36 cm. Còn về cân nặng thì cây này nó nặng 330 gram nha các anh. Giá của nó là 560 nghìn. Mã số 5. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết đồng. Cây này hiệu Amco của Mỹ nha các anh, 12 inch. Mỏ lết này là đồng nguyên khối nha các anh, 12 inch này, W73 Amco R USA, hàng của Mỹ nha các anh. Ở sau này là có khắc IED và các cái số này. Ở đây số 11. Rồi, em sẽ vặn mở ngàm ra cho các anh xem ha. Đây, miệng ngàm bên trong đây các anh. Ngàm còn rất là đẹp luôn nha các anh. Chiều dài của cây mỏ lết đồng này là 31 cm. Còn ngàm của nó mở tối đa được 3,5 cm nha các anh. Cây này phù hợp cho các anh sưu tầm luôn ha. Dòng mỏ lết đồng 12 inch của Mỹ. Giá cây này, mã số 6, các anh liên hệ đến số điện thoại của em sẽ báo giá cây mỏ lết đồng này ha.
mã số 6. Mã tiếp theo là một cây kèm điện hiệu Fujiza, hàng của Nhật nha các anh. Đây, cái hiệu Fujiza nó sẽ được khắc ở bên trên đầu nha các anh. Hiệu Fujiza, đây là cái thương hiệu của nó này, NO1150. Ở đây mình có một cái lỗ nhỏ để tuốt dây điện được luôn nha các anh. Phần cán này, cán thì bọc bằng nhựa màu cam nha các anh. Ở đây có các cái vân bám để chống trượt ha, có cái hiệu Fujiza luôn. Nó cán còn nguyên vẹn luôn nha các anh, không có bị nứt rách gì cả nha. Bên trong cũng có Japan này, Fujiza Japan ha, còn rất là mới. Mình xem răng bên trong nha các anh. Đó, răng này cũng còn khá là đẹp này. Em sẽ test cắt dây cây kìm này cho các anh xem luôn nha. Đây, đây nha các anh. Đó, lưỡi cắt ngọt ngào luôn ha. Mỗi lần cắt như vậy phải tách ra như này mới lại bấm tiếp được nha các anh. Đó, về chiều dài của cây này là 18,5 cm, giá của nó là 200.000, mã số 7. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết răng, cây này bằng đồng nha các anh. Em sẽ quay tổng thể cho các anh xem trước nha. Cái này nó cũng hiệu Amco luôn các anh, giống cây mỏ lết đồng mã số 6. Hiệu Amco đây các anh, Ampeco W213. Cây này 18 inch nha các anh, đồng nguyên khối. Cây này nó rất là nặng các anh, Made in USA này, hàng của Mỹ. Em sẽ đo kích thước của nó trước. Chiều dài của cây này là 42,5 cm nha các anh. 42,5 cm. Rồi bây giờ em sẽ vặn mở ngàm ha. Đây, ngàm vặn rất là trơn tru luôn nha. Mình xem răng bên trong này. Cây này là còn nguyên zin hết luôn nha các anh, em không có hề xử lý gì hết luôn nha. Em mua về sao bán vậy luôn các anh. Rồi, em sẽ đo kích thước của cái ngàm này. Ngàm của nó mở tối đa là 6,5 cm. Cái này nó khá là nặng, em sẽ đo luôn cái trọng lượng của nó ha. Cây này nó nặng 1,650 kg các anh, nặng gần 1,7 kg. Giá của cây mỏ lết răng bằng đồng này, các anh liên hệ đến số điện thoại của em báo giá nha, mã số 8. Mỏ lết răng Amco, hàng của Mỹ nha các anh. Mã tiếp theo là một cái đồ để mà đổ nhiên liệu các anh, hiệu Blue, hàng của Mỹ nha. Cái hiệu của nó nằm ở đây ra. Clio này giống cái hiệu của mấy cái bình bơm nhớt lần trước em có bán ra. Đây, cái hiệu của nó đây, Made in USA này, hàng của Mỹ ha. Đây là cái nước sơn của nó màu xanh này các anh, không có bị tróc cái nước sơn quá nhiều nha. Nhìn tổng thể vẫn còn khá là mới. Ví dụ như mình muốn đổ nhiên liệu từ một cái bình nào qua một cái bình khác thì mình sẽ đổ vào đây các anh, đổ vào cái đường ống này dẫn xuống ha.
về kích thước của cây này. Chiều dài của nó là 21 cm. Đường kính cái này nó cũng không hẳn là đường tròn, nhưng mà em đo đường kính của nó luôn 2 cm nha các anh. Giá của cây này là 350.000, mã số 9. Mã tiếp theo là một cây bào gỗ. Một cây bào gỗ của Đức à. Cái hiệu, cái xuất xứ của nó được khắc trên cái phần lưỡi này. Em sẽ quay tổng thể một lát, em sẽ tháo cái lưỡi để cho các anh xem ha. Cái phần này là để mình tì cái ngón tay vào mình bào nha các anh. Mình xoay được cái phần gỗ này nha. Cái chữ Made in Germany nó nằm ở cái phần lưỡi trong này, nhưng mà ánh sáng nó bị khuất của các anh không có thấy được. Mà cái này hình như là phải dùng dụng cụ mới mở được các anh, bằng tay không em mở không được. Thôi em chỉ quay tổng thể cho các anh xem thôi nha. Cái bào này là của Đức nha các anh. Rồi kích thước thì chiều dài của cái bào này là 17 cm. Còn về cái phần lưỡi này là 4,1 cm nha các anh. Em đo cân nặng luôn. Khối lượng của nó là 500 g, giá là 670.000, mã số 10. Mã tiếp theo là một cây búa rìu hiệu True Temper. Cái này hàng của Mỹ nha các anh. Cái hiệu True Temper được khắc ở trên cái phần đầu nha các anh, đầu búa này, True Temper. Đây là cái logo thương hiệu của nó nha các anh. Phần lưỡi này, đó, mặt búa đây các anh. Phần này cũng có một cái da, dán một cái tem hiệu True Temper, nhưng mà nó mờ gần hết cái chữ rồi các anh. Cái tem thì còn nhưng mà chữ mờ rồi. Đó, nước xi sáng bóng luôn ha. Bên dưới này cán là bằng nhựa nha các anh. Cán cũng còn nguyên vẹn luôn này, không có bị nứt rách gì cả nha. Rồi về chiều dài của nó thì chiều dài tổng thể là 33 cm. Ngang này là 13 cm. Lưỡi 7,5 cm. Còn về mặt búa thì chiều dài mặt búa là 4,5 cm. Ngang mặt búa 2,3 cm nha các anh. Giá của mã số 11 này, các anh liên hệ đến số điện thoại của em báo giá cái này ha. Clip này có 1, 2, 3, 4 mã. Các anh liên hệ đến số điện thoại em sẽ báo giá ha. Mã số 11, búa rìu True Temper. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết. Cây này hiệu Top các anh, hàng của Nhật nha. Đây, 200 ml, logo nội địa Nhật này. Đó, hiệu Top này. Mặt sau thì nó sẽ có chữ Japan các anh, 91A1. H200B ha. Ngàm này, vặn rất là trơn tru luôn nha các anh. Miệng ngàm bên trong cũng còn đẹp luôn này. Về kích thước của cây mỏ lết này thì chiều dài của nó là 20,5 cm. Còn ngàm này nó mở tối đa là 2,6 cm nha các anh. Giá của cây mỏ lết này là 150.000, mã số 12. Tiếp theo là một bộ khẩu.
một bộ gồm 12 khẩu nha các anh. Bộ này hiệu mát nha các anh, hàng của Mỹ. Này nó gắn vào rồi thì nó sẽ không xoay được, cho nên là em sẽ gỡ từng cái khẩu ra quay cho các anh xem nha. Ui, cái này gắn lại được bình thường nha các anh. Rồi, gắn vào đây. Mình điều chỉnh được cái khoảng cách giữa các cái khẩu luôn các anh. Nên như cái khẩu này là khẩu 1/2 nha các anh. XD6 mát này, đó, hiệu mát USA 13, khẩu này là khẩu 13. Này có dán số các anh, 17, 18, 14, 19. Bên này 21. 17. 17 luôn, 16. Bây giờ em sẽ tháo nó ra hết đi. Em sẽ sắp xếp theo thứ tự luôn cho mình dễ thống kê ha các anh. Cái này nó nhỏ nên khó lấy hơn các anh, nó bị dễ bị tuột tay. Kiên nhẫn một tí thôi. Sao nó lại không vô được nha. Này, cái này mình cũng sẽ lắp vào rồi mình di chuyển được mà ta. Nó hơi hẹp một tí. Rồi. Mình tùy chỉnh được cái khoảng cách ha các anh. Đây. Và cái thân cây để lắp khẩu là như thế này ha. Rồi, em sẽ thống kê theo các cái size 15 trước này. 19. 17. 15, 17, 19. 16. 13. 19 luôn. 17, hai cái 17, hai cái 19. Xài số 10. 21. Tiếp tục 17 nữa là ba cái khẩu 17 luôn các anh. Này nó trùng 10, 13, 14. Và xài số 8. Đây. Em sẽ lắp lại lên đây ha. Từ cái khẩu lớn nhất trước này, em sẽ quay rồi em lắp lên luôn các anh. XB6 Max USA 21. Khẩu này. Rồi, lắp vào đây ha. Tiếp theo sẽ là size số 19. Đây nó cũng sẽ tương tự nha các anh. XS6 Max USA 19 ha. Rồi, tiếp theo. Khẩu 19 luôn các anh. Hai cái 19. 17 nha các anh. Cả bộ này là đều của mắt luôn nha. Nhưng mà nó có cái dài, cái ngắn. Có tới 2 cái 19. 3 cái 19. Ủa, em nhầm. 2 cái 19, 21. Cái này 17 nè. Đây, cái này loại 17 khẩu dài nha các anh. XD6 mắt này, USA 17 ha. Rồi, tiếp theo cũng là 17 luôn.
16. Rồi tiếp theo 15, 14, 13, này sẽ số 1. Chỉnh các cái khẩu nó giãn ra một tí ha. Không có đủ chỗ cho hai cái cuối. Rồi cái này size số 13, size số 10. Và cuối cùng là size số 8. Đây, một bộ nha các anh, gồm có 12 khẩu. Lần lượt là 8, 10, 13, 14, 15, 16. 3 cái khẩu 17, 2 cái khẩu 19 và một cái khẩu 21 nha các anh. Cả bộ này giá của nó là 900.000, mã số 13. Mã tiếp theo là một cái cưa, một cây cưa tay hiệu Bush Brush nha các anh, hàng của Mỹ. Đây, cái hiệu nằm đây các anh, Made in USA này, hàng của Mỹ ha. Này là cái logo thương hiệu nha các anh. Rồi cái khung này là bằng sắt nha các anh. Đây, em sẽ quay cho các anh xem ha. Đó, tổng thể nguyên vẹn luôn ha. Phần lưỡi cưa này, lưỡi này là lưỡi mới luôn nha các anh, chưa sử dụng luôn nha. Cũng là hàng của Mỹ luôn, Made in USA này. Một lát nữa em sẽ đo chiều dài phần cưa ha. Rồi mặt sau này, cái phần tay cầm này là bằng nhựa nha các anh, ốp bằng nhựa bên ngoài nha. Đó, cũng còn nguyên vẹn luôn, không có bị bể gì cả nha các anh. Có các cái vân mình bám cái tay vào đây, mình cưa thao tác rất là chắc chắn luôn ha. Rồi về kích thước của cây cưa này, chiều dài của nó là 47,5 cm, còn về cái phần lưỡi này là 31 cm nha các anh, lưỡi 31 cm. Ở đây có cái phần tăng chỉnh cái phần lưỡi luôn nha các anh, có thể là ngắn hơn hoặc dài hơn một tí. Mình để vào đây mình vặn lại ha. Giá của cây cưa này là 500.000, mã số 14. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết, một cây mỏ lết 8 inch, hãng Diamond của Mỹ nha các anh. Diamond, Made in USA. Bên trong này cái lỗ này để mở ốc luôn nha các anh. 9/16. Rồi, em vặn mở ngàm ha. Ngàm vặn còn trơn tru hết luôn nha các anh, miệng ngàm bên trong này. Ngàm cây này em thấy là cũng còn khá là đẹp nè các anh. Chiều dài của cây này là 20,5 cm, ngàm nó mở tối đa được là 2,7 cm nha các anh. Giá cây này là 350.000, mã số 15. Mã tiếp theo là một cây kéo cắt cành hiệu ARS. Cây này là hàng mới luôn, chưa sử dụng nha các anh, hiệu ARS của Nhật ha, còn trong hộp luôn.
Đây, trên này sẽ có các cái thông tin hiệu ARS này, hình của thương hiệu này là con cá sấu nha các anh, là các cái thông tin của sản phẩm mà bằng chữ Nhật ha. Mặt sau thì sẽ có hướng dẫn sử dụng bằng chữ Nhật luôn, là các cái hình ảnh minh họa nha các anh, mã vạch đầy đủ ha. Nó dán keo ở đây. Đây bên trong đây các anh. Cái chốt này là bằng nhựa nha các anh, có khắc ARS này, 120 ARS Corporation. Mặt sau made in Japan này. Hàng của Nhật ha. Phần cán này là được làm bằng nhựa nha các anh, màu đỏ này, cũng có khắc ARS bên trên luôn. Đó, cái này là hàng mới, em không có test cắt giấy nha các anh. Đó, lưỡi này. Rồi, về chiều dài của cây này là 19 cm. Giá của cây này là 300.000 nha các anh. Cái này là hàng mới, em có số lượng nhiều. Bữa giờ em bán được cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ anh nào mà muốn mua số lượng nhiều á thì sẽ được giá mềm hơn nha các anh. Đây, mình có thể lấy sỉ từ 5 cây nha các anh. Nếu như mà một hộp như này, một hộp như này thì sẽ gồm có 5 cây. Hộp này 4 cây, em lấy một cây mẫu ra quay cho các anh xem á. Cây thứ 5 để vào đây. Từ 5 cây, 10 cây, 15 cây gì đó ha các anh. Các anh có nhu cầu lấy sỉ về bán thì sẽ liên hệ em để được giá tốt nha. Mã số 16, giá 300.000. Mã này cũng là mã cuối cùng luôn các anh. Rồi, vậy là em đã lên xong 16 mã hàng trong clip số 181 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bảo Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.